biên tập viên ăn đằng sóng nói đằng gió, đài truyền hình ăn có nói không. Và sau đây là tin sốt trong ngày. Rạng sáng ngày hôm nay, trang mạng Facebook đã lan truyền một bức ảnh chụp nam ca sĩ Ngô Kiến Huy đang ôm ấp thân mật của một người đàn ông lớn tuổi. Bức ảnh nhanh chóng được. Và bây giờ hãy đến với thí sinh đầu tiên, Trần Thủy Cẩm Hà. Đó, bữa khóc cười cũng nụ cười quen thuộc, cũng nụ cười thường. Bữa khóc này tươi rồi. Sao? Phải cho số điện thoại cho bà đúng không? Đúng không? Tại tôi biết sao, tôi biết sẽ vô Ala gặp lại. Mà mắc gì bữa nay ai đè xuống quýnh nền trắng nhách. Đúng rồi đó. Hồi nãy nói rồi, quýnh đừng có lồng lộn quá rồi đó. Giờ không có quen đẹp vậy, đẹp sẵn rồi mà. Cái bữa kỳ trước là tự quánh rồi mà mượn cái bôi bôi mình lên la nay cái có vàng make up chuyên nghiệp ta đè ra ta quánh túi bụi mà giờ cái mặt mà phải làm như gì quánh túi bụi. Chồng không có đi không? Có chứ. Đâu? Có mẹ nữa, có mẹ dưới quê luôn. À, có mẹ dưới quê nữa hả? Bị thắng rồi thì giờ dòng họ phải lên chứ. À, ủng hộ đồ. Để láng trăm năm triệu về tiền quá trời biết đường đâu hứng. Có một người nhà người ta hứng người dùng phụ chứ. Biết có cầm được không? Hy vọng chứ. Hôm rày tiền về rồi sao tâm trạng sao rồi? Trời đất ơi, còn 2 ngày để vô gala, rầu gần chết. Sao không đâu? Ngủ được. Sao? Bán quần giáo vẫn ế hả? Tối nào á cũng tắm ba cha con vô phòng xong rồi lên lầu cầm cái quyển sổ với cây bút lên chảnh nằm dài ra viết kịch bản. Viết đừng có giống vậy lăn ngủ không. Rồi. Rồi hỏi sao nó không mập. Viết kịch bản người ta suy nghĩ để vận dụng trí não chưa thành công là ngủ rồi. Tại vì có vừa viết vừa ăn đậu phộng. Ê cái chiêu này hay nè, chứ tôi viết bản chưa bao giờ tôi ăn đậu phộng mới ăn gì á. Không, viết không là... ăn đậu que. Không có, chỉ là mình chỉ ngồi mình suy nghĩ kịch bản đó, nhân vật đó là sao, tình huống đó là sao, cái kết quả sẽ ra sao, ai sẽ người đóng vai này kia, chứ chưa bao giờ mà em yêu anh không. Chưa bao giờ có. Mới ăn mới có động lực, kỳ lắm. Thế hả, làm gì cũng phải ăn á hả? Phải ăn. Làm gì cũng phải ăn mới được hả? Có thật mới dịch được đạo chứ. À. Cho thi đi, gung lắm rồi. Thi đi, ai nói gì đâu. Chị ơi, vòng 1 nha. Và 60 giây bắt đầu. Trời ơi, lên Sài Gòn có mấy bữa mà tôi nói thiệt á, tôi nhớ không người khó dễ sợ luôn. Tôi nhớ hoài nha. Hồi lần đầu tiên á, tôi dẫn ổng về nhà tôi ra mắt ba tôi á. Trời đất ơi, tôi nói ổng rồi, trời làm ơn làm phước á, vô nhà tôi á, ngồi thôi đừng có đứng. Mà hả, chả lăn chăn, le te lắm. Trời đất ơi, tới cái thấy ba tôi mắt mùng đi ngủ á, cái chạy lại, bác để con phụ cho. Trời ơi, đứng có tới cái đinh mắt mùng đâu. Ba tôi bực bội chửi cho một trận. Cái quê quá chạy lại cái ghế ngồi. Cái ba tôi cũng thấy cái tướng chạy, ông chửi thêm một trận nữa. Ông nói đàn ông con trai gì mà hai cái chân nó dính vô vậy nè. Rồi sao nó đạp xe đạp. Rồi lỡ mà đạp xe đạp không được lộn cổ xuống như hồ. Cái chân nó dính lại vậy rồi sao nó bơi. Trời đất ơi hả, rồi cái ông bắt tôi chia tay. Ông kêu hả, mày lấy cái thằng Sáu Thành ở trên xóm trên đi. Mà tôi nói thiệt nha, ông Sáu Thành á hả, ổng có cái gì đâu, ổng chỉ được cái ổng cao thôi à. Mà ha, ông Sáu Thành ha, ổng có cái con người dân tộc Hà Lý ở trên xóm bò bé nó đập đầu ổng rồi. Quân đã chiến thắng vang dội, hai triệu. Bây giờ tôi hỏi bà nè, thì duyên ha, hả, có đâu ra cái con Hà Lý bên sân dân tộc bò ré. Bà nghĩ đâu ra bà biến thái thiệt á. Cái đầu óc của bà nó phong phú. Trời ơi, người ta Hà rồi ơi. Dân tộc nè người. Người Hà Rí bên dân tộc người. Người anh dân tộc anh em 55 á, mình có 54 mà. Bà chế ra người anh em 55. Bên Cò Ré cái đó hay chứ. Duyên. Duyên dáng thông minh, bình tĩnh, thấy không? Dập tan nát còn 6 giây vẫn sống chế không chết. Ê, mai mốt tôi gặp bé cho tôi nói, ê, dân tộc Hà Rí ở Hò Ré. triệu like nha. Trời ơi. Sao? Tiếp nè. Tiếp. Tiếp chứ. Rồi, vòng 2. Làm đi.
Đợi. Đó, giờ đổi thái độ. 60 giây, bắt đầu. Biên tập viên ăn đằng sóng nói đằng gió, đài truyền hình anh có nói không? Và sau đây là tin sốt trong ngày. Rạng sáng ngày hôm nay, trang mạng Facebook đã lan truyền một bức ảnh chụp nam ca sĩ Ngô Kiến Huy đang ôm ấp thân mật của một người đàn ông lớn tuổi. Bức ảnh nhanh chóng được. Ai vậy? Diễn cho nghe khúc để biết ai nha. Khoan. Vui không? Vui để dành diễn. Mắc cái gì? Phí đạn, phí dược. Ờ đúng rồi. Tà lãng. Mà còn dài không? Không. Còn dài để dành tới diễn. Trời ơi. Cái vấn đề ở đầu tiên là cười là cái gì? Ăn đằng sống, gió ăn có nữa không? Mình đã mình thấy đã thích. Cái vụ pha gieo vần rồi những cái câu đó là ai cũng biết rồi. Qua cái vụ Ngô Huy ôm ấp người đàn ông lạ tôi phái liền. Không, cái vấn đề cái mặt chân thật và diễn á, khả năng ăn nói rất lưu loát và nghe rõ từng chữ. Cái mặt của phát thanh viên thì phát thanh viên người ta đâu biểu cảm đâu, người ta chỉ biểu cảm với những việc đau buồn chút xíu, còn những thông tin bình thường là người ta mặc rất bình thường. À, quan trọng Ngô Huy ôm ấp người đàn ông lạ. À, ví dụ như mình là ê Ngô Huy ông qua thấy ôm ông kia biểu cảm của học phát thanh viên rồi thì tôi Ngô Huy ôm ấp với một người đàn ông lạ, người đàn ông lớn tuổi mới kia. À, lớn tuổi. Cái ý hài của bạn văn minh sạch sẽ. Triệu like. Dập luôn. Rồi. Chị đi không, diễn lại từ đầu tới khúc đó hả? Bậy. Diễn nước cái bà. Từ đó trở đi sau cái ôm ấp. Từ cái tin đọc lại Ngô Kiến Huy thôi. Đúng cái tin nữa thôi. Rồi. Tiếp. Chị ơi, phòng 3 nha. 60 giây bắt đầu. Lan truyền một bức ảnh chụp Ngô Kiến Huy đang ôm ấp một người đàn ông lạ mặt lớn tuổi. Bức ảnh nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt like và hàng chục triệu lượt share. Fan hâm mộ thì rần rần, báo chí thì y xèo, hội bảo vệ động vật hoang dã chào. Huy, bây giờ em qua tới hội động vật hả Huy? Bây giờ hội động vật mà vô cuộc bảo vệ em luôn là em biết em quý hiếm cỡ nào Huy. Trời ơi, kinh sách đỏ trang mới có mày á Huy ơi. Chị nhìn kỹ em đi, em đứng đây chị nhìn nè. Cái giống gì mà chị đưa em vô trên sách bảo vệ động vật? Con rồng kìa. Ơi con Phụng. Con Phụng. Chàng ơi con trai mà mặc con Phụng. Vậy là bên người đàn ông lạ mặt là dính rồi đó. Thôi em đi lên chứ em thấy này rớt. Chị vòng 3 rồi hen, vòng 4 tiếp tục câu chuyện này không? Còn nhắc tới đây không à? Còn chắc bắt đầu khoan, vậy vòng 4 là tiếp tục câu chuyện nãy phải không? Ok, 60 giây bắt đầu. Trang mạng thì rần rần mà báo chí thì y xèo, hội động vật hoang dã vào cuộc và sự thật được phanh phui, người đàn ông đó chính là ba ruột của Ngô Kiến Huy. Nghe đó, đây ai? Có duyên quá bà Hà ơi, tôi đã nói rồi, showbiz sẽ dậy sóng. Diva có Hà Trần, giải trí có Hà Hồ, hài kịch có Hà Lùng. Tin tôi đi, showbiz sẽ dậy xong. Tôi biết tôi lùng rồi. Rồi bà sẽ phải trở lại sân khấu thôi. Tôi bảo đảm sau cái chương trình này sẽ có 1000 con người tìm tới cái shop thời trang của bà ha. Trục vớt bà ra khỏi cái ngành thời trang, đẩy bà vô đây con đường sân khấu. Quá duyên dáng, thông minh, quan trọng là gì? Chân thật. Điều đó khó kiếm. Thời buổi hiện nay bán buôn ế ẩm mà còn chân thật là khó kiếm. Đúng không? Nhưng mà nói nha. Chân thật là khi mình trình diễn thôi, chứ buôn bán mà chân thật quá là không có lời đâu nha. Mua một bán không, một là chết luôn. Thật lắm, bán lời không, ít phải, thôi. Phải chân thật thì lời ít thôi. Nhưng mà mình mỗi lần bán là bán nhiều. Đúng rồi, mình bán hàng giả mà lời ít thì nó cứ bán lâu. Thiệt là tào lao. Thiệt là. Đây là cơ hội cuối cùng. Bạn sẽ đối mặt với một số tiền.
tới đây chơi hết vòng rồi về. Hết vòng rồi về. Đây nè, chuẩn bị hết trơn rồi. Nhưng mà tiếp cận gần. Đứng lên đầu ngồi thôi. Đó, chuẩn bị hết rồi. Quỳ bấm. Thời gian 60 giây bắt đầu. Giang, nói thiệt đi. Ông Mười khó. Ông với Ngô Kiến Quy có cái gì với nhau không? Nè, ông đừng có giấu tôi. Nó chấm mút cái gì ông chưa? Trời ơi, yêu ông mấy chục năm mà hả? Tôi không có sơ muối được gì mà ông để cho nó hốt ông đây nè. Đây nè, ông ôm ấp nó nè, thấy không? Mà ông không có mút cái gì á. Chấm thật nè. Tự dưới quê lên chân ướt chân ráo dính vô nó, ông coi nè. Nó đem một phát qua Thái Lan như vậy nè. Như bông như hoa như bà tiên vậy đó. Nhưng mà nó xài biết rồi là tàn tạ te tua như vậy nè. Rồi chấm thật phải làm gì? Đi coi bói nè. Rồi hả? Phải đi coi bói dạo nè, phải đi hốt rác nè, đi móc than nè, đi ra một cái xe bán từng cái ly trà đá nè. Rồi hả, thân tàn ma dại nè, giang hồ đánh nè, bầm mặt bầm mũi hết trơn á. Rồi đây nè, đây cũng là một nạn nhân của Ngô Kiến Quy nè, thấy không? Mà cái cuộc tình này thoáng qua rồi báo chí ém nhẹm rồi nên tôi không nói tới. Còn ông nghĩ ông đi qua Thái Lan về ông đẹp không? Ông nhìn cái mặt ông nè, trời ơi, tôi nhìn tôi không nói. Ông chụp hình mà ông còn dám nhìn ông nữa, ông nghĩ sao mà nó yêu ông? Về với tôi trong trắng tôi chờ ông đây nè. Hết thời gian. Tiếng hoa. Quá dở. 150 triệu của bà sắp hình này. Để hệ thống lại câu chuyện như bạn mà để ra cái này nó khó biết chừng nào không? Mà bạn diễn, bạn đâu có diễn như cái cách mà bạn lợi gần mà bạn nói với chúng tôi có hai con người biết ở đây. Ra khán giả truyền hình 7.000 người, mấy chục triệu người Việt Nam. Thấy không? Rồi riết rồi già cả như vậy nè, rồi làm sao? Rồi cái gì vậy? Cái này phải làm cái kiểu phát thanh viên luôn. Quý vị và các bạn thân mến gì đó, vào cái đó Trấn Thành gì đó, ra Trường Giang gì đó, ra đây. Câu chuyện này vậy nè, giờ Trấn Thành nó như vậy, rồi cuối cùng qua bên kia phẫu thuật. Xong là cuối cùng thì ra sự việc là do Giang díu với Ngô Kiến Quy, sau đó bị tạc axit một thời gian, Trường Giang không còn thấy mặt mũi, vì bạn bè không còn nhìn nhau. Trường Giang quay mặt làm ngơ, selfie cũng không dám nhìn vào mặt, hẳn vào mặt mình. Tại vì Trường Giang là người thứ ba đứng trong vụ việc này. Sau đó Trường Giang qua bên kia giải phẫu luôn, giả gái thành một cái con điên đứng cười giữa đường. Rồi đó, sau cuối cùng ra mẹ Trường Giang phải vào cuộc. Mẹ Trường Giang không làm gì được hết. Ở xong cuối cùng bây giờ quay về Việt Nam thì Trấn Thành đã bị đánh thân tàn ma dại rồi. Hôm qua đây giờ cuối cùng phải đi bán trà đá ngoài bến xe. Rồi cuối cùng làm cái gì? Giờ bán than ngoài kia. Rồi bao nhiêu thứ trên đời thì không làm. Cái này nè, nếu hệ thống về là chị Hà nè. Ở đây có ba nhân vật là Trường Giang, Ngô Kiến Huy. Là ba nhân vật của showbiz, trong đó có những cái nhân vật chính và những nhân vật phụ. Đây. Đây, chỉ tài ví dụ nha, bắt đầu chị hệ thống. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, sau khi lộ hình ảnh của ba Ngô Kiến Huy, báo chí đã lên tiếng xin lỗi bởi vì họ đã ném đá gì đây đó, bởi vì đó là những báo lá cải. Tuy nhiên những báo chính thống đã bắt đầu lên tiếng về một tình đích thực của Nguyễn Huy. Đó là ai? Đã bắt đầu vô. Năm 1900 gì đó, ở tại California, bang cái Oregon Cam gì đó của Mỹ, Nguyễn Huy đã lén lúc hẹn hò gì đó là đưa hình tụi của Nguyễn Huy lên. Đó, trong khi đó tại Việt Nam, người yêu đích thực của Nguyễn Huy là ai? Đó chính là Trấn Thành. Và đây là những cuộc tình này, và hiện tại sau những mối tình này, Nguyễn Huy lên tiếng rằng đó chỉ là qua đường và hiện tại Nguyễn Huy đang yêu Khổng Tú Quỳnh. Ví dụ vậy, ha, phải sắp xếp một câu chuyện. Thiệt ơi, là đau lòng. Thiệt là đau lòng, đáng lẽ 150 triệu trong tầm tay bé ơi. Tốn 200 mấy tiền in hình đấy. Trời ơi, tôi tức bà quá bà Hà ơi, tôi không biết giờ tôi phải làm sao. Thôi, mời trở về vị trí màu trắng. Tiếc quá, đúng không? Phải chi mà đứng giữa đàn là thắng rồi, tự nhiên cho hai đứa ngồi đó không ai thấy hết. Và phần thưởng cho chị trị giá 5 triệu đồng. Nhưng dù gì đi nữa tôi cũng xin quý vị phải ghi nhớ cô này. Bán muôn rìu đâu? Gò Vấp á. Gò Vấp ha. Ở đây là Gò Vấp nè. Đường nào? Đường số 6, gần chùa nghệ sĩ đó. Nhưng mà đó thì bây giờ đó biết cái chỗ muốn riêu rồi, có gì ghé ủng hộ là một, biết đâu các nhà tổ chức sẽ mời và đi diễn, thấy không? Không, nhiều khi ở bên Điền Quân người ta mời tới để giao phần bún riêu buổi trưa, buổi chiều, buổi tối thì cũng được. Đúng. Riêng cái anh giám đốc là cho hai miếng chả à, vậy hả? Phải không, cố gắng lên nha, duyên dáng lắm, mọi thứ đều ổn hết, ước mơ sẽ nằm trong tầm tay. Em, nếu mình còn đam mê. Mê lắm. Cảm mê ơn không? Bà. Mê quá. Rồi, mai tôi gọi điện cho bà. Rồi xong. Thề đi. Thề. Thề dạ. Đã. Nói mai gọi tôi điện, tôi điện mày. Quẹo phải. À, cảm ơn chị.
vậy thì 150 triệu tuột khỏi tay mình ở những cái giây phút cuối á, nói không tiếc thì không đúng. Thật sự thì mình cũng có một chút tiếc, nhưng mà như là mình đã nói là mình đến với cuộc chơi này vì một cái đam mê nó rất là lớn. Mình từ ngay từ đầu là mình không có đặt nặng cái vấn đề là mình sẽ đạt được giải hay không. Chủ yếu là mình được diễn ở trên sân khấu thôi, và mình được công nhận, mình được khán giả vỗ tay, tán thưởng cho những cái tiết mục của mình. Và thật sự là mình đã đem lại được tiếng cười cho ban giám khảo, cho mọi người xung quanh, là mình cảm thấy rất là vui rồi.